Rồi, hello cô chú anh chị nha. Thì chiều nay dạng đi quýnh cua đất nha cô chú anh chị ơi. Dạng đi có mình nè. Đây dạng đem theo hai tư lưới tàng hình nè, với lưới bẫy luôn nha cô chú anh chị. Dạng vừa tới chỗ đây. Tới chỗ này thì cũng 12 giờ mấy rồi. Đó. Thì cái khung cảnh này bữa đó dạng thấy mười mấy con mà bữa nay bơm nước rồi nha cô chú anh chị ơi. Bơm nước cho vịt ăn nè. Khung cảnh này thì rất ok nha. Đó, bơm nước cho vịt ăn hết trơn rồi. Không biết bữa nay cu nó còn ăn ở đây không nữa. Thấy dạng cũng giăng lưới luôn, dạng quýnh luôn nha cô chú anh chị. Hên hên thì nó ra thì dạng bắt được nha, bầy cu này gáy lắm cô chú anh chị nè. Đó. Đó. Gáy nhau hết trơn nha cô chú anh chị ơi. Hy vọng là bữa nay nó ra nhiều nha, dạng bắt được nhiều nhiều, dạng chia sẻ cho cô chú anh chị xem. Rồi xem video dạng ủng hộ dạng nghe cô chú anh chị ơi, cho dạng xin một đăng ký kênh nha, một like một lượt chia sẻ để dạng có cái động lực để làm những video tiếp theo nghe cô chú anh chị. Rồi các cô chú anh chị nào có nhu cầu nuôi le le cu gáy ha, alo cho dạng qua số điện thoại 038 22 33 691 nghe cô chú anh chị ơi. Rồi chúc các cô chú anh chị xem video vui vẻ nha, để dạng giăng lưới cái đã với cô chú anh chị ơi, cũng chiều rồi.
bói nha cô chú anh chị ơi, bói ra luôn nha. Con dính lưới tàng hình này cô chú anh chị, bói gà dính lưới tàng hình luôn rồi, để dạng đi gỡ nghe. Đây, bói gà dính lưới tàng hình luôn nè. Đó, con này bói nha, con này bói dữ lắm nha, con này gù dữ lắm nè. Nè, mới dính lưới tàng hình nè, cô chú anh chị thấy không? Đó, cục trắng trắng đó nha. Đó, rồi gáy nữa, gáy nữa, gáy nữa.
chú anh chị ơi. Đang đẩy cặp trống luôn nha. Đây con này là con này ở trong gù bối ra nè. Con này gù trong bối ra nè cô chú anh chị. Đó, đã không? Ha. Chân chầm dàm luôn này ha. Con này gù trong bối ra nè. Đây em này cũng trống luôn nè. Hai em trống nha. Đó, đã không? Hai em là trống nha cô chú anh chị. Lưới tàng hình dính nè. Con này lưới tàng hình dính nè. Con này dạng bẫy dính rồi nha. Con này thì quy còm im lắm. Đây. Đây. Cô chú anh chị xem cái con này quy của nó nè. Cụ này gáy dữ lắm cô chú anh chị ơi. Đây. Quy nè ha. Đó. Cụ này gáy dữ lắm. Con này nó gù ở trong gù ra nè. Cụ đây cũng vừa con chứ không được to mấy nha. Nhưng mà gáy dữ lắm. Các bạn cụ này gáy dữ lắm nha cô chú anh chị. Thôi tiếp tục cô chú anh chị ơi. Vô con cô chú anh chị ơi. Quất luôn nha. Ăn lâu quá kìa. Quất luôn nha cô chú anh chị. Cô anh chị ơi. Đây cô chú anh chị con cô mái nè. Con cô mái nè cô chú anh chị. Hết nói cô mái nó bự con mà nó đẹp coi nè ông nội ơi. Chân chầm dàm luôn. Dạng tưởng cô trống nha. Cô quy ra nè. Đó. Cô mái mà nó đẹp thế ớn thiệt chứ.
Cua mái quá trời đẹp luôn, bự con coi nè, còm hết nói còm luôn. Ôi dồi, con mái hết hồn mái nha cô chú anh chị ơi. Tiếp tục nha cô chú anh chị, mái hết nói. Quá gù rồi. Đây, trống bự chầm dàm luôn cô chú anh chị ơi, trống bự chầm dàm luôn, xuống nó gù với con gọ quá trời luôn. Đây để dạng quay cho cô chú anh chị đó, sát thủ chưa coi nè, còm coi nè, sát thủ chưa, xuống nó gù một cái hết nói rồi, hú 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 nha. Quá trời con này nó gù coi nè, bài cu này nó gáy nó gù thì ghê thì quá vậy, hung nè quê nha đó, xuống gù hủ 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 nha cô chú anh chị. Thì không ngờ hai con ra coi còm cái nè, dây 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 luôn nha, nó còm quá, còm quá đã, con này phải nói bự con luôn, con này bự con mà đẹp đó nha cô chú anh chị ơi. Xuống gù ha, gù đưa em về Vinh luôn, trống nha cô chú anh chị, bao trống luôn, chắc chắn trăm trăm. Rồi tiếp tục cô chú anh chị, đây đứa tàng hình dính được em tơ bự chà bá luôn nha đó. Bài két nó bay ngang vậy, hút thử coi nó xuống không, hút nó đi luôn. Đây, em tơ nè, chưa ra còm luôn, chưa ra còm luôn nha, con này con trống nha cô chú anh chị, tơ trống nha. Rồi, vô tiếp tục cô chú anh chị ơi, thử coi còn em nào ra không. Bài cu này nó nín quá, già không, nó khôn, nó nín quá, nín cô chú anh chị ơi, bay lạng sạng mà nó không chịu ra, bay lãng sảng hoài luôn á, không chịu ra. Tiếp tục nghe cô chú anh chị. Rồi cô chú anh chị ơi, cũng tối rồi, còn mấy con cội không à, cu đây nó già đạn quá, không chịu ra, nín luôn nè cô chú anh chị. Đây em quay thành quả cho cô chú anh chị xem nha. Đây năm em nghe cô chú anh chị ơi, nói chung là em bữa nay là có mấy em gù đặc sắc của Hồng Kông nha, có một em gù dữ dằn lắm nha, em gù cũng biết rồi,
Đây em gù nè. Đó, em gù dễ dễ nè. Đó. Em đây em gù nha. Đó, vậy là được ba em già. Ba em già trống nha. Một mái. Một tơ trống nữa nha cô chú anh chị. Cu bự không, cu đẹp không? Quá đẹp cô chú anh chị ơi. Về cu này hết nói đẹp rồi. Đó. Và một một em tơ trống, ba em già trống, một em mái nha. Bữa nay quýnh có một em mái thôi. Đó, anh em mái nè, em mái nè. À, em mái nè. Đó, em mái đẹp ghê không? Em mái quá đẹp nha cô chú anh chị. Đây đây, em mái đây, dàn quay em mái nè, nè. Thấy không? Em mái đẹp ghê không? Bự con mà đẹp nữa nha. Đó. Rồi, dạng cũng xin kết thúc video đây luôn nha cô chú anh chị ơi. Cuốn lưới về thôi, tối rồi. Vậy mình nên dạng cuốn hai cái lưới tàng hình nữa không kịp nha. Dạng kết thúc video đây luôn. Dạ mà cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của dạng. Thôi bye bye cô chú anh chị. Hẹn gặp lại các cô chú anh chị tiếp theo nha.